anh chị, hôm nay anh chị đi theo mình đi Binh Duong và đi chùa bà Binh Duong. Mỗi năm rằm tháng giêng để rất nhiều người đến đây để thắp nhang cầu nguyện cho một năm làm việc được may mắn, được bình an. Miền Bắc thì có chùa Hương hay lễ hội đền Hùng, miền Nam thì có chùa Bà Binh Duong, chùa Bà ở Châu Đốc. Và anh chị đi theo mình xem trong chùa Binh Duong năm nay như thế nào nhé.